Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, sáng ngày 3 tháng 4, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 130.779.400 ca, trong đó có 2.849.600 người tử vong. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 31.246.420 ca nhiễm và 566.616 ca tử vong. Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng cho 100 triệu người. Cụ thể, CDC thông báo 101.804.762 người đã được tiêm ít nhất một liều, tức hơn 30% dân số Mỹ. Tại Ấn Độ, quốc gia hiện vẫn đang là tâm dịch của châu Á, số ca nhiễm mới trong ngày của nước này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Cụ thể, Ấn Độ đã ghi nhận 81.466 ca mắc và 469 ca tử vong, đưa tổng số ca tại quốc gia Nam Á này lên 12.303.131 ca, trong đó có 163.428 ca tử vong. Pháp cũng đã ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp số ca lây nhiễm mới trên mức 50.000 ca. Tổng số ca mắc tại Pháp tính đến nay là 4.695.082 ca, trong đó có 95.976 ca tử vong.